Vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày hôm qua, trên địa bàn xã Khánh Bình, huyện An Phú đã xảy ra một vụ ẩu đả dẫn đến chết người. Nạn nhân được xác định là Phan Văn Lượm, thường trú tại xã Phú Lộc, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, Phan Văn Lượm say rượu về nhà đã xảy ra mâu thuẫn với vợ là Nguyễn Thị Nở. Trong khi xô sát, đối tượng Nở dùng khăn xiết cổ chồng dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, Nở đã đến công an xã Khánh Bình tự thú. Hiện nguyên nhân dẫn đến sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra.